Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời tiết miền Bắc đã có những thay đổi. Mưa xuất hiện rải rác, tập trung từ đêm muộn hôm qua tới sáng nay. Còn trưa chiều trời tạnh ráo hơn, nhiệt độ vì thế giảm nhanh, phổ biến dưới 33 độ, nắng nóng chấm dứt, trời mát mẻ. Nhưng tại thủ đô Hà Nội, trong sáng sớm nay mưa đã xuất hiện và kéo dài ngắt quãng đến gần trưa. Không khí chuyển dịu mát sau những ngày oi nóng vừa qua. Nhiệt độ ngày đêm ở dưới mức 32 độ. Dự báo trạng thái mưa nắng đan xen còn kéo dài đến hết ngày mai. Sau đó sang ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 9, trời sẽ có nắng nhiều trở lại. Rãnh áp thấp cũng tác động đến cả các tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa và Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho khu vực này chuyển nhiều mây hơn trong ngày. Nhiệt độ vì thế cũng giảm phổ biến ở mức 32 cho đến 34 độ, trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận duy trì nắng cả ngày và cường độ mạnh nên nhiệt độ cao 33 cho đến 35 độ. Mưa chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối. Thành phố biển Đà Nẵng chiều tối và đêm có lúc có mưa, nhưng chỉ là mưa rào nhẹ trong thời đoạn ngắn. Trong khi đó, thời tiết còn lại trong ngày chủ yếu vẫn là nắng kéo dài. Nhiệt độ sẽ tăng từ ngưỡng 26 cho đến 27 độ trong buổi sáng, lên ngưỡng 33 cho đến 34 độ trong buổi trưa và chiều. Khu vực phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết có mưa vào chiều tối và đêm. Cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ ổn định, phổ biến dưới 34 độ vào trưa chiều. Đây cũng là mức nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh trong trưa chiều nay. Sau đó từ chiều tối, mây dông bắt đầu phát triển và gây mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, nên người dân chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 1 tháng 9 của Đài Truyền Kết Thực Số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.